RTX 2050, một chiếc card đồ họa đầy tiếng tăm của nhà Nvidia. Tiếng tăm ở đây thì có hai nghĩa. Nghĩa tích cực thì cho rằng đây là một chiếc card đồ họa đáng được công nhận hơn ở trong phân khúc tầm trung và giá rẻ. Còn bên còn lại thì cho rằng đây không phải là một món hời ở trong phân khúc. Vậy để làm rõ điều này thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video. Và để làm rõ được sức mạnh của em card đồ họa RTX 2050 thì mình sẽ lấy một đại diện ở trong phút giá rẻ rất chi là nổi tiếng, đó chính là chiếc GTX 1650. Như các bạn đã thấy thì tất cả đều được cân bằng, nếu như không muốn nói là RTX 2050 nhỉnh hơn đôi chút khi được sở hữu DNA từ dòng 3000 series. Thế nên là cấu trúc nhân đồ họa mới hơn cũng như là trang bị các công nghệ mới hơn như là DLSS hay là Ray Tracing. Duy chỉ có một điểm thua thiệt rõ rệt nhất, đó chính là burst của bộ nhớ không bằng. Đầu tiên là bài test Fermat, mình cho chạy đâu đó cỡ 20 phút thì kết quả mình bất ngờ nhất đó chính là khoảng nhiệt độ đem lại của chiếc máy này chỉ đâu đó cỡ 65 độ C, một mức nhiệt độ mát mẻ. Mình sợ là có điều gì không đúng, thế nên là mình tiếp tục test ở trong một bài test nặng hơn khác, đó chính là bài 3D Max thì kết quả cho ra cũng rất tốt khi mà nhiệt độ chỉ lên tới mức là 85 độ C. Điều này do mình nghĩ là do test hai bài test nặng liên tục và trong khoảng thời gian đâu đó cỡ 40 phút lận, thế nên nhiệt độ mới lên đến khoảng 85 độ C. Và tiếp theo sẽ là phần test game, và tựa game đầu tiên mình chơi đó chính là CSGO, một tựa game quốc dân để test những con máy chơi game rồi. Và mình đang chơi ở một mức FPS hiện tại, những bạn đã thấy từ 100-200 nó nhảy liên tục đâu đó cỡ 200 FPS. Và thêm một điểm nữa là trên chiếc máy Top Dash F15 này thì chúng ta sẽ có một con chip là Core i5-11400H và số lượng RAM là 16GB. Thì như bạn đã thấy thì với 16GB cùng với là RTX 2050 đã khiến cho tựa game nhẹ nhàng như là CSGO này nó mượt mà như thế nào. Và tiếp theo sẽ là tựa game Liên minh huyền thoại của chúng ta. Và như các bạn đã thấy thì đây, thì RTX 2050 chúng ta chỉ ăn đâu đó cỡ 14-15W với một tựa game nhẹ nhàng như thế này. Và CPU Core i5-11400H của chúng ta chỉ ăn có 21W điện, một mức chơi điện khá là hợp lý. Và với một khung cảnh nhiều lính, nhiều đồ họa như thế này thì FPS của chúng ta tụt xuống còn đâu đó cỡ 217-218 lên 225, một mức FPS rất là lý tưởng để các bạn chơi được những tựa game MOBA như thế này, không cần quá nhiều FPS. Và như các bạn đã thấy thì sau một game là CSGO mình chơi ngay Liên minh huyền thoại thì mức nhiệt độ của Core i5-11400H là 65-67 độ C, dao động từ khoảng 65 đến 67 độ C và RTX 2050 cũng chỉ đâu đó cỡ 58 độ C, không lên được 60 độ C luôn, một mức nhiệt độ rất là mát mẻ. Và tiếp theo sẽ là tựa game Control. Và tựa game này thì giúp chúng ta có thể bật được các chế độ như là DLSS hay là Ray Tracing. Và đầu tiên thì mình sẽ không mở DLSS và mình sẽ bật VSync lên. Mình sẽ không bật chế độ VSS ha. Và chúng ta cũng off đi chế độ Ray Tracing xem mức FPS chúng ta đạt được là bao nhiêu. Và với thiết lập này thì là máy và game tự thiết lập chứ mình cũng chưa động đến. Ok, chúng ta cùng xem. Một mức FPS đâu đó cỡ 100 FPS. Như chúng ta đã thấy ở đây thì hình ảnh phản chiếu không được rõ ràng cho lắm. Để tí nữa chúng ta sẽ bật Ray Tracing lên xem là hình ảnh sẽ thay đổi như thế nào. Đây, các bạn có thể để ý ở trên này chúng ta sẽ có những cái dãy bóng đèn như thế này. Và ở dưới sẽ không có bóng của bóng đèn. Và bây giờ mình sẽ bật chế độ Ray Tracing lên để xem hình ảnh trong game nó khác biệt và FPS nó khác biệt như thế nào. Ok, mình bật 2 luôn. Ok, phát ra. Ok, FPS đâu đó còn cỡ 56, 51, 56. Và như các bạn đã thấy ở đây thì chúng ta đã có các cái bóng của những cái bóng đèn ở trên trần như thế này rọi xuống sàn nhà. Đó, khi mà bật Ray Tracing lên thì ánh sáng sẽ được tái tạo như thế này. Đây, ánh sáng thay đổi, các bạn có thể thấy những cái ray sáng nó chiếu xuống ở khoảng này. Và khi mở Ray Tracing lên thì mức F đâu đó giảm xuống còn cỡ 50, giảm đúng đi một nửa luôn. Hình ảnh phản chiếu được làm rất chi là đẹp. Hình ảnh người trong gương này, trời ơi. Với việc là so sánh RTX 2050 và GTX 1650 thì chắc chắn là RTX 2050 mạnh hơn về điểm là có Ray Tracing cũng như là DLSS mới hơn.
tái tạo cho chúng ta những cái hình ảnh này trong game mượt và đẹp hơn rất là nhiều. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng chơi một tựa game nữa, đó chính là Shadow of Tomb Raider. Ở trong tựa game này thì chúng ta sẽ có một cái hay, đó chính là nó sẽ tự chạy benchmark được cho chúng ta, và chúng ta sẽ cùng thử xem là với cái mức benchmark ở trong này sẽ là bao nhiêu. Rồi lúc này nhiệt độ CPU đang là 80 độ C, lúc này nó là 86 độ C và RAM của mình ăn tới 10GB RAM rồi. Nhiệt độ của RTX 2050 tất nhiên là sẽ nóng hơn. Mức điện mà con RTX 2050 này vẫn ăn đầy đủ là 52-53W từ nãy đến giờ. Và bây giờ thì mức điện của con CPU cũng đã tăng lên là 45W. Hơn là tự game lúc nãy lên mình huyền thoại đâu đó chỉ cỡ 14-15 hay là 17W gì đó. Và như bạn cũng đã nghe thấy tiếng quạt gió này, để mình cho các bạn nghe. Rồi, quạt gió bắt đầu chạy khi mà game nóng, máy nóng lên, nhiệt độ CPU cũng như là GPU tăng lên. Với mức nhiệt độ CPU đâu đó cỡ 75 độ C và GPU là 72 độ C thì bàn phím của chúng ta dần dần cũng sẽ ấm lên đôi chút. Thế nên là tạo cảm giác hơi nóng các đầu ngón tay khi mà chúng ta chơi game lâu, một khoảng thời gian lâu như thế này. Và qua hai bài chấm điểm cũng như là ba tựa game thì cũng đã có câu trả lời cho các bạn rằng RTX 2050 liệu có xứng đáng ở trong tầm mức giá này không? Và hãy quay trở lại cho con máy top gaming Dash S15 2023 này một chút nhé. Đầu tiên thì tổng thể thiết kế thì chủ yếu chiếc máy được làm từ nhựa. Tuy nhiên thì chiếc máy cũng khá là cứng cáp và mình cực kỳ thích cái màu sơn của mặt lưng này luôn. Logo top thì vẫn giống như đời 2022 mà thôi. Vẫn vậy, không có đèn LED hay là đánh bóng bẩy lên. Nhưng với mình như vậy cũng đã đủ toát lên vẻ ngầu rồi. Các đường nét ở phần tản nhiệt vẫn làm một cách tinh tế, nhưng cũng không thiếu đi cái nét hầm hố mà một chiếc máy gaming cần phải có. Là một chiếc máy gaming, thế nên là việc cổng kết nối ở trên chiếc top Dash S15 2023 này sẽ không là vấn đề để cho bạn phải lo lắng. Với việc trang bị đầy đủ những cái cổng kết nối mà các bạn có thể cần, ví dụ như jack tai nghe 3.5 này, combo 3 cổng USB 3.2 cho băng thông được cao hơn, cổng USB-C có giao thức là Thunderbolt 4. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn còn hai cổng là HDMI và LAN RJ45 để các bạn có thể xuất ra màn hình ngoài cũng như là chơi game được ổn định hơn với mạng dây. Tiếp theo là về hai thứ mà chúng ta sử dụng nhiều nhất ở trên một chiếc laptop, đó chính là bàn phím và touchpad. Và chiếc máy này sẽ có chúng ta một bàn phím layout full size, cảm giác gõ thì êm ái, độ này vẫn khá tốt. Phần touchpad thì không có gì thay đổi, cũng giống như năm ngoái mà thôi, nhưng mà cảm giác G-Word cũng ổn. Còn về màn hình thì sao? Với kích thước là 15.6 inch, độ phân giải là Full HD và tần số quét cực cao, đó là 144Hz. Và độ bao phủ màu theo mình đo được là sRGB đâu đó cỡ 65%. Theo như mình nghĩ thì đây là một mức màn hình đủ và đầy đủ cho game thủ. Tuy nhiên nếu như bạn có nhu cầu về làm đồ họa thì chưa chắc chiếc máy này đã đáp ứng tốt về phần màu sắc. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì thực chất dải màu khá eo hẹp về cả độ bao phủ màu Adobe RGB và DCI-P3, thế nên dải màu sắc trở nên có vẻ kém sống động hơn một chút. Thế nhưng cũng khó mà đòi hỏi được một chiếc máy gaming ở tầm giá rẻ như thế này lại có được dải màu sắc đẹp. Tuy nhiên, để bù lại một dải màu khá là eo hẹp thì chúng ta lại có một tần số quét rất là cao là 144Hz. Điều này giúp cho chúng ta chơi game được mượt mà hơn, hứng thú hơn và đặc biệt là vô cùng hợp với các game FPS. Ví dụ như là CSGO này, Valorant này thì cảm giác di chuyển từng động tác được phản hồi một cách nhanh chóng, tất cả đều được hỗ trợ một cách mượt mà, giúp mình có được những giờ giải trí được tốt hơn rất nhiều. Và để kết luận lại thì theo như mình, việc gì cũng có hai mặt của nó, có mặt hợp và có mặt sẽ là không hợp. Ví dụ như là chiếc top gaming, hay cụ thể hơn đó là chiếc card RTX 2050. Với một người mà có nền kinh tế eo hẹp, ví dụ như là học sinh, sinh viên giống như mình chẳng hạn, thì một chiếc card đồ họa để có thể sử dụng được chơi game này, học tập và làm việc thì đã quá đủ với một chiếc laptop như thế này rồi. Còn với những bạn có nhu cầu cao hơn, mạnh hơn, khỏe hơn thì mình khuyên rằng nên lựa chọn những mẫu laptop cao cấp hơn, ví dụ như là từ 3050 đổ lên, để có được một trải nghiệm tốt nhất cũng như là ưng ý nhất với ý của mọi người và tùy theo túi tiền của mọi người nữa nhá. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Nếu như các bạn cũng có ý kiến gì về chiếc card đồ họa 2050 thì hãy để lại phía bình luận dưới bên dưới nhá. Bye bye.